Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 và như thường lệ thì mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một video điểm qua tình hình thị trường cũng như là chia sẻ với các bạn một số tin tức quan trọng. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98 Wallet. Đây là ví crypto đa chuỗi cho phép chúng ta có thể lưu trữ tài sản trên hơn 30 blockchain khác nhau chỉ một passphrase duy nhất. Các bạn có thể swap token một cách nhanh chóng và vô cùng tiện lợi Expoint được thưởng trong mỗi lần swap token và các bạn có thể sử dụng Expoint để nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Gần như mọi dịch vụ về DeFi đều có mặt trên Coi 98 Wallet. Hãy tải Coi 98 ngay hôm nay bằng link ở phần mô tả của video để ủng hộ Coi 98 và Mr. coin các bạn nhé. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một số những thông tin quan trọng. Đầu tiên là diễn biến giá cả của Bitcoin, xem là Bitcoin có thể tăng lên những ngưỡng nào khi mà chúng ta đã có những đà tăng mạnh ở trong những thời điểm vừa qua Thứ hai là hiện tại chúng ta có một cái thông tin là đang có sự chuyển dịch của Bitcoin từ những cái ví nó hâu trên 1.000 Bitcoin sang những cái ví mà nó hâu cái số lượng Bitcoin chỉ là từ 1 tới 10 Bitcoin thì liệu rằng đây có phải là cái xu hướng mà cá mập đang xả cái Bitcoin của mình cho những cái nhỏ hơn hay không? Và thứ ba thì mình sẽ điểm qua một cái bài viết rất là hay nói về tương lai của tiền tệ liệu rằng cái cuộc chiến ở Nga và Ukraine hiện tại nó có thay đổi cái bộ mặt của tiền tệ và đưa Bitcoin lên ngôi hay không đó thì đây là cái bài viết của cái người CEO và co-founder của sàn BitMEX Arthur Hayes, một, một nhân vật mà rất là nổi tiếng, đã từng rất là quan trọng ở trong thế giới cryptocurrency từ giai đoạn 2017-2018 rồi. Các bạn thấy được rằng là giá nó đã thoát khỏi cái khu vực tích lũy và nó đang có những cái biến động đi lên kể từ sáng thứ tư và sau khi mà chúng ta có thông tin về cuộc họp fomc của fed và những cái thông tin này nó đi đúng với cả kỳ vọng ban đầu của thị trường thì giá nó lại hiện đang có những cái biến động khá là tích cực ok ở đây thì mình sẽ rời trạc để mà chia sẻ với các bạn một cách nó trực quan hơn đây là trạc đồ thị 1 giờ của bitcoin các bạn thấy là những ngày hôm trước thì giá Bitcoin nó đi ngang ở trong khu vực là từ 38.4 cho tới 39.3 sau đó thì sang cái sáng ngày thứ sáu đó thời điểm mà mình up cái video phân tích thị trường hôm trước thì giá nó đã pump lên rất là mạnh đó, sau đó thì thì lại đâm xuống đúng không ạ đây là một sự biến động rất là kinh khủng ở trên thị trường điều này có lẽ là cũng một phần là bởi vì cái volume giao dịch ở trên thị trường nó giảm đi các bạn thấy là thông tin gần đây À, rất là nhiều bitcoin đã rút ra khỏi các sàn giao dịch đó thì nó khiến cho cái volume giao dịch cái sổ lệnh ở trên sàn nó bị mỏng đi khả năng cao là đây là lý do đó mặc dù vậy thì sau khi mà đăng bất ngờ xuống như vậy sau khi tăng thì giá bitcoin nó đã dần dần nó hồi phục mà nó tăng trở lại hiện tại thì nhiều khả năng là sẽ vượt qua cái mức là khoảng 41.700 ở đây và cái thời điểm mà chúng ta có những cái biến động mạnh thứ hai đó là khi mà Fed họ đưa ra cái tuyên bố của mình về việc là nâng lãi suất lên là 0,25% thì lúc đầu thị trường có cái sự điều chỉnh đó sau đó thì giá nó lại bong lên cho thấy là thị trường nhận định rằng đây là một cái tin tức nó tích cực đó, tại vì có vẻ là nó đã đúng với cả những cái kỳ vọng trước đây của thị trường nhưng mà nếu mà phép mà nâng lên 0,5% thì mình nghĩ rằng là cái diễn biến thị trường nó sẽ không được tốt đẹp như thế này đâu những lúc này khi mà cái biến động của Bitcoin nó đang có cái sự tích cực nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn rộng ra ở trên những chạt lớn. Hiện tại thì ở trên chạt uh, daily, uh, chạt ngày thì Bitcoin nó vẫn đang ở trong cái khu vực uh, mô hình cái nêm, là khu vực tích lũy. Đó, cái khu vực này thì nó trải dài khá là rộng kể từ khoảng 37 ngàn cho tới tận khoảng vùng 44-45 ngàn cơ. Đó, chúng ta đang ở khu vực gần như là giữa của cái vùng này để mà Bitcoin nó bật tăng mạnh trở lại lên khoảng 50 000 thì mình nghĩ là Bitcoin nó sẽ cần phải vượt qua khu vực này nó trước hết là phá cái trend line giảm ở đây và quay lại test cái khu vực 45, 46 000 đó thì mới có cơ hội là uptrend thực sự được đó, còn bây giờ thì hiện tại trên chặt ngày nó vẫn đang ở trong khu vực tư lũy mà thôi chưa phải là một cái tín hiệu mà chúng ta quá là vui mừng, quá là phô mộ ở thời điểm này đó ở phía trên thì chúng ta có hai cái khu vực cản thứ nhất là 41.500 tới 42.200 thì nhiều khả năng là trong vài tiếng tới trong cái thời điểm ngày thứ bảy này thì Bitcoin nó sẽ test khu vực này đúng không ạ nếu mà khỏe hơn thì sẽ lên khu vực 43 à, cho tới 439 cứ lên dần dần như vậy thôi à, nếu đủ khỏe thì có thể là là sẽ đi đi xa hơn chứ còn bây giờ thì mình cũng không thể biết được là giá cả nó sẽ diễn biến như nào ở trong một cái khu vực À, phải nói là vẫn đang tích lũy như này, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể nhìn những cái cái mức giá quan trọng, hỗ trợ kháng cự quan trọng để mà chúng ta tập trung quan sát những khu vực này thôi. Các bạn có thể đặt những cái alert cảnh báo khi mà giá bitcoin lên đây để mà chúng ta có thể quan sát tình hình thị trường và chúng ta đưa ra quyết định tức thời. Trước khi đến với những cái, cái thông tin hấp dẫn mà mình đã chia sẻ ở phần đầu video, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà tài trợ ngày hôm nay. Nhà tài trợ ngày hôm nay cho video của chúng ta chính là một cái tựa game play to earn tên là Pokemoney thì cái tựa game này nó cũng lấy cái ý tưởng ở trên những cái chú pokemon á, gọi là neko ở đây sẽ có bốn loại neko thứ nhất là thuộc hệ fighting thứ hai là thuộc hệ spectre đó, hệ Psychic và hệ rock thì mỗi hệ này sẽ có bốn chú neko khác nhau đó thì các bạn sẽ cần phải có những chú neko này thì các bạn mới có thể tham gia chơi game và có cơ hội kiếm được tiền kiếm được những đồng token của game nói về token của game thì cái cơ chế thiết kế nó cũng khá giống với cả tựa game Axie Infinity chúng ta có hai token đầu tiên là cái đồng PMI thì đây là governance token của game nó giống như là chức năng của đồng IS ở trong game Axie Infinity và thứ hai là đồng nkg đó thì nó giống với cái đồng smp khi mà chúng ta chơi game thì chúng ta sẽ kiếm được những đồng nkg này và sau khi kiếm được những đồng nkg từ cái việc chơi game chúng ta có thể đổi những đồng nkg này ra đồng BUSD ở trên những sàn DEX của hệ Binance Smart Chain thì đó là cơ chế kiếm tiền của cái game này cái ưu điểm của Pokemon E so với cả những tựa game Play to Earn khác đó là chúng ta không nhất thiết phải mua phải đầu tư ngay từ đầu thì chúng ta mới được quyền trải nghiệm game tại vì game cho chúng ta mỗi cái địa chỉ ví Binance Smart Chain thì sẽ được một chú Neko miễn phí để chúng ta trải nghiệm game trong vòng 7 ngày và các bạn hoàn toàn có thể dùng cái chú Neko này để chúng ta farm ra những cái đồng NKG mà thậm chí là đồng PMI. Để bắt đầu chơi game thì các bạn sẽ cần phải tham gia nhóm Telegram của tựa game này. Các bạn sẽ cần phải inbox admin và lấy những cái code để mà tham gia vào chơi game. Cũng như là admin sẽ cung cấp cho các bạn những cái chương trình khuyến mãi để các bạn có thể mua được những chú Neko FT với giá rẻ hơn. Hiện tại thì giá của một chú Neko nó đang giao động từ 20 cho tới 28 BUSD. Nếu mà khuyến mãi thì các bạn à, sẽ chỉ tốn có 20 BUSD mà thôi. Khi mà các bạn vào cái cửa sổ này rồi, thì các bạn à, có thể mua những chú Neko hoặc là các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn sẽ ấn vào phần Experience. thì để chúng ta có một cái chú Neko gọi là miễn phí để chúng ta trải nghiệm game. đó, sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần là phần game. Các bạn thấy là hiện tại À, mình không có hiện các chú neko nào ở trong cái cửa sổ này lý do là bởi vì mình đang dùng những chú neko của mình để mà tham gia đào những đồng nkg ở trong cái chức năng là nkg mining đã đào những cái đồng nkg này ở đây thì mình đang có một chú neko mà mình đã mua rồi đó thì chú đã đào được khoảng 29,7 đồng nkg còn cái chú neko miễn phí của mình thì đang đào nkg ở trong một cái khu vực mining khác đó, gần đây thì game họ cũng triển khai một chức năng nữa khá là hay ngoài chức năng mining đó chính là chức năng PvE. Chúng ta có thể dùng những chú neko của mình để mà tham gia chiến đấu ở trong những cái màn chơi khác nhau. Trong tương lai chúng ta còn có thể là battle với cả những người chơi khác. Đó thì cơ chế tổ chức nó cũng khá giống activity. Ở đây thì mình cảm thấy là nó đơn giản và nó cái chi phí đầu tư nó rẻ hơn so với các tựa game activity. Nên là những bạn nào đặc biệt là những bạn trẻ có thể cân nhắc và tìm hiểu về game này đúng không ạ? Ok, phần đầu video thì mình có chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ điểm qua dữ liệu on-chain ở trong cái video này. Thì hiện tại thì chúng ta có một cái dữ liệu on-chain đó là cái lượng Bitcoin được nắm giữ bởi các cái ví chứa 1 đến 10 Bitcoin nó đang tăng khá là mạnh. Các bạn có thể thấy cái hình ở bên phải cái đường màu vàng thì thể hiện là những cái ví mà nó có cái số lượng Bitcoin nó nhỏ từ 1 đến 10 Bitcoin thì nó đang nó đang tăng lên đó có thêm nhiều người đó họ tham gia họ hầu bitcoin về số lượng này tuy nhiên lượng bitcoin được nắm giữ bởi những cái ví chứa trên 1.000 btc ví thực sự lớn thì nó lại đang giảm dần đã có thấy được màu xanh này thì dựa vào số liệu này chúng ta có thể đưa ra kết luận là những cái ví lớn họ đang gọi là phân phối bitcoin của mình lại cho những cái ví nhỏ hay không đó có phải là cá lớn đang thoát hàng còn cá nhỏ đang bơi vào hay không để trả lời câu hỏi này thì mình có sử dụng cái trang rất là quen thuộc với chúng ta đó là trang Bit Info Chart đó để mà chúng ta xem xem là à, những cái ví top ở trên thị trường mà Bitcoin là nó đang có trạng thái như nào đang xả hay là đang gom mình có xem qua 50 cái ví lớn nhất và trong những ví này ở Bit Info Chart thì không phải cái ví nào cũng là ví của cá nhân đúng không? có những ví là ví của sàn hoặc là những cái ví mà không hoạt động gì cả họ cứ có một lượng Bitcoin cho họ mua để đó Thì mình cũng bỏ qua Thì các bạn thấy được rằng là Những cái top ví đầu tiên bốn cái ví đầu tiên ở đây Ví số 3, ví số 15, 26 và 34 Ở trên Bitin for chart Cũng như là ví mà nó hầu lượng Bitcoin nhiều nhất Trong những cái ví Của cá nhân và có cái sự Mua bán qua lại liên tục trong thời gian vừa qua Thì Chúng ta thấy được rằng là những cái ví này Nó đều ở trong trạng thái là Đang gom thêm Bitcoin cái ví đầu tiên này là gom dài hạn luôn đúng không? gom từ năm 2019 và có những đoạn mà xả bitcoin ra gần như là đúng đỉnh ví dụ như là xả được 1.500 bitcoin vào ngày 2 tháng 3 vừa qua hoặc là xả cũng 1.500 bitcoin vào ngày 9 tháng 11 khi mà bitcoin nó đạt đỉnh 67 ngàn ở thời gian vừa qua khi Bitcoin nó giảm về cái mức giá là 38-39 ngàn Thì cái ví này à, vẫn tiếp tục mua thêm Ở đây thì mình sẽ à, chia sẻ cái chart đồ thị à, Cho các bạn thấy Cái đường màu xanh là cái lượng à, Bitcoin Mà cái ví này nằm giữ các bạn thấy là Trong thời gian thì Cái ví này nó có xu hướng rất rõ ràng Là nó tích lũy thêm Bitcoin à, Cho dù là từ tháng 2019 cho tới bây giờ Giá nó tăng trưởng Rồi nó giảm đột ngột rất là nhiều lần à, Cái ví này Vẫn tiếp tục gọi là gom Bitcoin trong dài hạn Thi thoảng thì có một số những đợt mà chốt một lượng Bitcoin nào đó ra thôi đúng không ạ Thường là chốt 1.500 Bitcoin đó Nhưng cái lượng chốt này nó không là gì so với cả cái lượng mà mua vào Mua vào rất là rất là thường xuyên đúng không ạ Đó thì thực sự là cái chiến lược đầu tư của cá mập này mình thấy là một chiến lược rất là tin tưởng vào Bitcoin Thì người ta mới mua gom Bitcoin liên tục Đến như vậy và hiện tại khi mà giá có thể là nó sẽ điều chỉnh tiếp tục thì cái ví này vẫn tiếp tục gom thêm Bitcoin và bất chấp điều kiện thị trường luôn. Cái chiến lược này nó đã giúp cho cái tỷ lệ lợi nhuận của cái ví này nó cũng rất là cao là khoảng 40,2%. Đó là cao thứ nhì trong những cái ví ở đây. Cái ví mà có cái tỷ suất lợi nhuận cao nhất là 80,52%. Đó hiện tại đang nắm giữ là 24.180 Bitcoin. À, thì cái ví này đầu tư Bitcoin từ giai đoạn là tháng 8 2016 là sớm nhất ở trong số những cái ví mà mình chia sẻ ở đây đó chúng ta cũng để xem cái chiến lược đầu tư của cái ví này đó các bạn thấy là dài hạn vẫn là mua con bitcoin thôi thi thoảng có một số những đợt chốt lời đó thì ví này cũng có những đoạn chốt lời khá là đỉnh cao À, chốt vào đúng cái đoạn mà thị trường đang ở đỉnh à, tất nhiên là không phải lúc nào cũng chốt được ở đỉnh đâu đó nên là các bạn đừng đừng gọi là xem những cái ví này rồi các bạn thấy nó chốt phát là các bạn bán tháo thì cũng không phải đâu à, đôi khi là cái lực bán của những cái ví này có thể tác động lên thị trường đúng không ạ nhưng mà không phải lúc nào những cái ví này bán ra cũng là lúc mà thị trường đảo chiều à, nhưng mà tất nhiên là những cái ví này họ ở trên thị trường lâu rồi thì họ có cái cảm giác thị trường rất là tốt đó nên là có những đợt mà họ chốt được ở cái đoạn mà Bitcoin lên đỉnh đó thì đó là hai cái ví mà tiêu biểu nhất ở trong top 50 cái ví mà mình soi ở trên BitInfoChart còn những cái ví lỗ thì sao à, những cái ví lỗ thì lại trùng hợp là những cái ví đang xả đó, giống như là cái ví uh, số 36 này thì bắt đầu tham gia thị trường khá là muộn tháng 11 uh, mới nhảy vào fomo uh, gom tới ngày mùng ba tháng 2 để bắt đầu xả và hiện tại đang lỗ uh, 24% phần trăm hoặc là cái ví số 44 này bắt đầu tham gia từ tháng 1 2021 cũng gom cũng xả khá là nhiều đợt à, nhưng mà từ ngày uh, mùng 1 tháng 10 cho tới bây giờ thì đang là ở trong giai đoạn xả ví này thì lỗ tới 72 phần trăm đó thì các bạn thấy là cái câu chuyện ở đây nó là gì đầu tư dài hạn và mua gom Bitcoin tập trung gia tăng số lượng Bitcoin đo đếm tài sản của bạn theo Bitcoin, theo Satoshi Chứ đừng đo theo USD Tại vì sớm muộn thì USD à, Mình nghĩ là cũng sẽ mất giá trị à, dần thôi Thì đó là câu chuyện mà lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn Ok Thì quay trở lại cái nội dung về Cái dữ liệu on-chain Thì chúng ta nhìn những cái dữ liệu vừa rồi của những cái ví top Ở trên thị trường Chúng ta thấy được rằng là Có một số những cái ví Có cái chữ lượng Bitcoin lên tới hàng Chục ngàn đúng không ạ à, Hàng 10 ngàn, 20 ngàn là họ đang Có sự xả thật Tuy nhiên những cái ví đứng đầu ở trong bảng xếp hạng họ lại không xả họ liên tục họ không thêm bitcoin có thể là họ kỳ vọng là bitcoin sẽ lên cái mức là vài trăm ngàn usd ở trong tương lai thì cái mức giá 40 ngàn ở hiện tại vẫn rất là rẻ à, nếu mà họ có tầm nhìn dài hạn như vậy và mình nghĩ là họ có tại vì họ đã ở trong thị trường này từ rất là lâu rồi từ 2016, từ 2019 mà họ vẫn liên tục họ mua gom vào như vậy với số tiền lớn như vậy thì chắc chắn là cái niềm tin của họ rất là lớn vẫn là trong cái câu chuyện mà mình hay chia sẻ với các bạn thôi là trong ngắn hạn chúng ta có thể có những tín hiệu xấu nhưng mà trong dài hạn thì mình vẫn tin tưởng là Bitcoin nó sẽ có cái trend tăng và có thể đạt những cái mức giá kỳ vọng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải xác định là chúng ta đang trade ở trong khung thời gian nào hoặc là chúng ta đang hâu ở trong khung thời gian nào. À, nếu mà trade thì nên theo xu hướng ở trên cái chart weekly, daily còn nếu mà hâu thì sẽ xác định tư tưởng là nhiều năm, đúng không ạ? 3, 4, thậm chí là 5, 6, 10 năm Thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược hợp lý và chúng ta đỡ bị sốt ruột hơn khi mà giá cả biến động Tiếp theo thì mình sẽ điểm qua những tin tức ở trong video ngày hôm nay Đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức về tình hình tài chính, tình hình kinh tế, chính trị, thế giới nói chung như mình đã chia sẻ ở phần phân tích kỹ thuật là chúng ta đã có cái thông tin về việc Fed đã nâng lãi suất lên 0,25% vào dạng sáng 1 giờ ngày 17 vừa qua. Ngoài cái việc nâng lãi suất 0,25% trong đợt này thì Fed cũng sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong 6 cái cuộc họp FOMC sắp tới. Đó, như vậy là cái dự báo của ngân hàng JP Morgan hoặc là Morgan Stanley gì đó mình nhớ không nhầm từ đầu năm là trong 8 cuộc họp năm nay thì Fed sẽ có cái việc nâng lãi suất trong bảy cuộc họp thì khả năng cao là cái nhận định đó là đúng đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị tâm lý là trong năm nay lãi suất nó sẽ tăng dần lên ngoài ra thì fed họ dự kiến là sẽ giảm bớt bảng cân đối kế toán vào khoảng tháng năm thì nhìn chung là những cái việc này bản thân mình nhận định là nó sẽ giảm cái thanh khoản ở trong thị trường lại và chúng ta đang có một tình trạng là giá cả những cái hàng hóa quan trọng nó đang có dấu hiệu là leo thang lên đó, nên là mình cũng vẫn giữ nhận định trước đây của mình là cái việc làm này của Fed có thể dẫn nước Mỹ và một số nước ở trên thế giới vào trong một cuộc khủng hoảng về kinh tế ở trong thời gian sắp tới đó thì việc này thì mình cũng đã chia sẻ ở trong những video trước đó thì bây giờ mình vẫn giữ nhận định như vậy thì đó cũng là một cái rủi ro để mà chúng ta phải cẩn thận ở trong trung hạn tuy nhiên thì sau khi mà Fed mới đưa ra cái thông tin này trong vòng vài phút thì các thị trường tài chính ở trên thế giới nó lại tăng trưởng khá là rõ rệt ví dụ như là thị trường ở chứng khoán mỹ này chứng khoán châu á chứng khoán châu âu vàng và dầu thô thì đều tăng trưởng sau khi mà phép ra cái thông tin này thì để mà giải thích thì những cái báo chí những cái phương tiện thông tin đại chúng thì họ chia sẻ rằng cái thông tin về phép họ nâng lãi suất lên như vậy thì thị trường đã đoán biết được trước rồi nên là không có gì là bất ngờ cả thị trường sợ là phép nâng 0,5% cơ nhưng mà Fed chỉ nâng trăm nên là thị trường thấy đó lại là tín hiệu tốt và thị trường tăng trưởng. Thực sự là chỉ khi nào mà các thị trường nó phá cái đỉnh cũ lập được vào khoảng đầu năm nay cuối năm ngoái thì mình mới tin cái này nó đúng. Còn hiện tại thì mình vẫn nghĩ chỉ là cái sự hồi lại ngắn ở trong một cái sự điều chỉnh sắp tới mà thôi. Nhiều bạn có thể nói rằng là mình mình đang cố gắng gọi là chày cối để mà đạt những thị trường xuống hoặc là để chứng minh là mình dự đoán đúng khi mà thị trường giảm Đó, nhưng mà thực tế những cái dữ liệu về kinh tế về tài chính chung nó đang chỉ theo cái hướng này còn uh, mỗi khung thời gian trading thì nó lại một khác nên là những bạn ở trong nhóm telegram mà mình chia sẻ tín hiệu thì uh, mình cũng ghi rõ ràng là chúng ta đánh swing hay là chúng ta đánh scalp thì một đồng coi ở trong một khung thời gian dài nó có thể là xu hướng giảm nhưng trong khung thời gian ngắn nó có thể xuống tăng thì mỗi không thời gian chúng ta lại có những cái lệnh và những cái điểm stop loss trading khác nhau. thì đó là những chia sẻ những bạn nào muốn tham gia nhóm telegram về tín hiệu của mình hoặc là những bạn nào đang ở trong nhóm thì chúng ta sẽ cần phải ý về vấn đề này. mỗi không thời gian chúng ta phải xác định cái xu hướng riêng. tiếp theo là thông tin về tình hình ở Ukraine đúng không ạ? Sau thông tin phép rồi thì chúng ta sẽ có thông tin về tình hình Ukraine hiện tại thì cuộc chiến ở đây vẫn đang tiếp diễn khá là căng thẳng và gần đây Chương trình về lương thực thế giới ở World Food Program Họ đã đưa ra một cảnh báo là chuỗi cung ứng lương thực hiện tại ở Ukraine đang sụp đổ Khi mà cầu đường bị đánh bom và nhiều cửa hàng nhà kho bị bỏ trống Đó, Ukraine và Nga, hai nước này thì xuất khẩu tổng cộng là 30% lượng lúa mì ở trên thế giới Đây là một tín hiệu khá xấu Đặc biệt ở trong thời gian hiện tại giá của lương thực thực phẩm nó đang tăng lên rồi trước đây thì cái tổ chức World Food Program này họ nhập khẩu, họ mua lương thực từ Ukraine để mà họ hỗ trợ cho những nước nghèo. Bây giờ cái tổ chức này họ đang phải hỗ trợ lương thực cho Ukraine, đặc biệt là những cái thành phố bị bao vây, đó người dân thiếu lương thực, thiếu nước sạch. Hôm nay thì Tổng thống Biden cũng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập cận bình. Tổng thống Biden thì ông ấy không muốn là Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho Nga đặc biệt là hỗ trợ về mặt quân sự thì ông chủ tịch tập cận bình nói rằng là khủng hoảng ở ukraine là điều chúng tôi không muốn thấy và nói nhiều những cái lời lẽ nó trung tính nó gọi là mềm mỏng à, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn là trung quốc vẫn sẽ hỗ trợ cho nga chẳng qua là họ vẫn muốn giữ cái sự mềm mỏng với cả mỹ à, mặc dù vậy thì vài tiếng trước cái cuộc điện đàm này thì trung quốc đã cho cái tàu hàng không mẫu hạm sơn đông đi qua eo biển đài loan thì có lẽ đó là cái phong cách của cái người châu á của chúng ta đúng ạ chúng ta gọi là biến hóa khôn lường trong cứng ngoài mềm đó thì để mà chúng ta có một cái sự đàm phán nó một cách nó mang cái phong cách á đông thì có lẽ là những cái lời lẽ nó dịu dàng hơn của ông tập thì đã khiến cho thị trường tích cực trong tối nay khi mà giá của bitcoin cũng như giá của chứng khoán nó tăng trưởng khá là mạnh trong cái buổi tối cuối tuần này và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái tin tức về uh, thị trường crypto nga và ukraine mặc dù hai cái quốc gia này nó đang uh, đối đầu với nhau nhưng mà có vẻ là hai quốc gia có cùng một cái ý tưởng đó là công nhận crypto đó tại vì một bên thì cần hỗ trợ từ nước ngoài à, một bên thì cần cái phương tiện tài chính để mà có thể tiếp tục giao thương với kinh tế thế giới thì ngân hàng trung ương nga à, mới gần đây thì đã quyết định là cấp giấy phép cho ngân hàng sberbank để ngân hàng này có thể được phép là phát hành và giao dịch các tài sản số digital asset thì sberbank trước đây đã hợp tác với cả ngân hàng của mỹ là jp morgan để mà phát hành đồng sbercoin tuy nhiên hiện tại cho dù là sberbank đã nhận được giấy phép từ ngân hàng trung ương nga nhưng mà cũng không rõ là họ sẽ hợp tác được với cả jp morgan tiếp tục hay không tại vì hiện tại thì nga đang chịu cái trừng phạt cái cách ly về kinh tế từ phương Tây và Mỹ. Mặc dù vậy thì đây vẫn là một tin rất là tốt cho thấy cái ưu thế của crypto trong cái thời loạn khi mà những cái kho tiền tệ của Nga bị đóng băng thì họ vẫn có thể sử dụng crypto làm một cái phương tiện để mà họ có thể giao thương với thế giới. Và Ukraine họ cũng đã công nhận crypto trong những ngày trước. Đó họ đã thông qua bộ luật công nhận ngành công nghiệp crypto ở đất nước họ cho phép những sàn giao dịch crypto trong và ngoài Ukraine được hoạt động hợp pháp và Ukraine hiện tại thì họ tiếp tục nhận được tài trợ từ khắp thế giới thông qua phương tiện là crypto những đồng coin như là bitcoin như là ethereum và rất là nhiều những dự án khác thì đôi khi đây là phương pháp để những dự án họ làm marketing họ làm truyền thông thì họ lại tích cực gửi crypto sang Ukraine nhiều hơn và cuối cùng chúng ta sẽ cùng điểm qua cái ý kiến của Arthur Hayes Founder và CEO của sàn BitMEX Một trong những cái sàn giao dịch phái sinh về crypto Ở giai đoạn sớm từ 2017-2018 Chúng ta đã có cái sàn BitMEX cho phép giao dịch phái sinh X 100 lần rồi Đúng không ạ? Lúc đó thì Binance Futures hoặc là FTX là chưa ra đời Thì Arthur Hayes xuất thân cũng là một uh, trader uh, Giống như là Sam Bankman Frye, Cũng là những traders từ phố War thì trước những cái động thái gần đây khi mà phương Tây và Mỹ họ đóng băng tài sản của nga thì Arthur Hayes cũng đồng tình với cả một số chuyên gia ở trên thế giới rằng việc làm này sẽ dần khiến cho hệ thống tiền tệ của thế giới bị thay đổi hiện tại chúng ta đang dựa vào cái đồng usd để mà phục vụ cho mọi các hoạt động giao thương ở trên khắp thế giới à, những nước lớn như là Trung Quốc chẳng hạn họ cũng phải nắm giữ rất là nhiều usd và họ gửi usd của họ ở dạng là trái phiếu chính phủ mỹ để mà họ nhận lãi suất và nga cũng như vậy tuy nhiên thì gần đây khi mà mỹ họ đóng băng cái tài sản usd của nga thì cả thế giới họ đã nhìn nhận rằng là à thực ra usd không phải là một cái loại tài sản không có rủi ro mà rủi ro của nó nó rất là rõ ràng đó là khi mà nước của bạn trở thành một nước thù địch với mỹ thì có thể là mỹ họ sẽ đóng băng tài sản của các bạn luôn đó, thực chất là sau thế chiến thứ hai thì mỹ nổi lên là cái nhà xưởng của thế giới giống như là trung quốc ở thời điểm hiện tại họ xuất khẩu rất là nhiều và các nước khác phụ thuộc vào hàng hóa của mỹ tuy nhiên hiện tại thì cái nền sản xuất của mỹ nó đã bị chuyển dịch ra những cái quốc gia khác như là trung quốc và hiện tại cái dịch vụ mà mỹ cung cấp cho thế giới đó chính là cái dịch vụ tài chính mỹ mở rộng cái cánh cửa đất nước của mình ra để mà các quốc gia khác có thể coi mỹ là một ngân hàng đúng không ạ các quốc gia khác sử dụng usd thì họ sẽ muốn mua cái trái phiếu của chính phủ mỹ để mà làm kênh tiết kiệm mỹ trở thành ngân hàng của thế giới mỹ cung cấp dịch vụ tài chính cho toàn thế giới đúng không ạ dịch vụ thanh toán dịch vụ tiết kiệm đó nhưng mà hiện tại khi mà mỹ đã đóng băng tài sản của nga rồi thì cái niềm tin về dịch vụ tài chính mà mỹ cung cấp nó không còn được như xưa nên là arthur hayes và nhiều chuyên gia khác dự đoán là sắp tới thế giới có thể là sẽ chuyển dịch từ tiền pháp định sang những cái gọi là hot money, những cái tiền tệ được đảm bảo giá trị bằng một cái loại hàng hóa hoặc là một cái kim loại quý mà nó khách quan nó không do bất kỳ tổ chức hay là chính phủ nào kiểm soát cả. Thì đầu tiên đó chính là vàng đúng không ạ? Vàng là cái tiền tệ của nhân loại trong khoảng 10.000 năm đổ lại rồi. Thì Arthur hay dự đoán là vàng có thể lên 10.000 USD trong khoảng 10 năm sắp tới và khi mà vàng lên có thể là Bitcoin cũng sẽ được kéo lên theo hiện tại thì Bitcoin đang có sự tương quan rất là lớn với cả chỉ số chứng khoán của Mỹ là Nasdaq và S&P 500 tại vì mọi người vẫn chưa thực sự nghĩ Bitcoin nó là cái phương tiện thanh toán nhưng mà nếu trong tương lai Bitcoin nó được coi là một phương tiện thanh toán thì cái sự tương quan giữa Bitcoin và cái chỉ số chứng khoán Mỹ có thể là sẽ bị đứt đó và lúc đó thì Bitcoin có thể thao hồ bay cho dù là chỉ số chứng khoán Mỹ nó giảm. Đó là cái suy nghĩ của Arthur Hayes là vàng có thể lên 100 ngàn và Bitcoin có thể lên 1 triệu đô. Các bạn có đồng tình với cả những cái suy nghĩ này hay không? Thì các bạn có thể comment ở phần bình luận của video để cho cộng đồng chúng ta có thể cùng thảo luận. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.